Xin chào cả nhà, rất vui đã được gặp lại cả nhà trên kênh Thanh Tiền Bonsai. Vâng, hôm nay theo sự yêu cầu của nhiều bạn đã theo dõi cái kênh của Thanh Tình, thì hôm nay Thanh Tình sẽ giới thiệu đến quý vị một cái cách làm cho cái bông sứ nở đúng Tết và bông đẹp quý vị nhé. Thì hôm nay để cho mà bắt đầu là cái trao đổi ngày hôm nay, thì tôi giới thiệu đến quý vị là bước 1, tức là chúng ta sẽ, nếu chúng ta có một muốn có một cây hoa sứ mà bông đẹp và tàn nhiều thì chúng ta sẽ làm từng bước như sau. Vâng, đây thì trước hết là chúng ta, đây tôi lấy một cái cây hoa sứ bonsai nhỏ này là trước hết là đầu tháng 8. Vâng, khoảng đầu tháng 8 thì chúng ta bắt đầu chúng ta xả tàn cho quý vị nhé. Thì như này, chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta xả tàn, thì chúng ta cũng lưu ý là chúng ta sử dụng con dao sắc này quý vị ạ. Chúng ta lý do là chúng ta tạo tàn là vì là để cho một cái bông sứ là nó sẽ ra nhiều đọt, thì nhiều đọt thì tất nhiên là nó phải ra nhiều bông, thì chúng ta bắt đầu chúng ta cắt tỉa. Chúng ta sử dụng con dao thật là sắc quý vị nhé. Rồi, chúng ta cắt như này xong ấy, thì để tránh cái tình trạng bị thối ấy, thì quý vị sẽ lau sạch cái nhựa nó xì ở trên này ra này quý vị nhé. Thì quý vị sẽ xử lý bằng cái keo mỹ tiến. Keo mỹ tiến chúng ta bôi ở trên để cho nó tránh nước mưa là thối. Rồi, keo rồi bắt đầu tiếp tục, chúng ta nhân cơ hội này để chúng ta sẽ sang chậu, tức là trong khoảng đầu tháng 8 quý vị nhé, chúng ta sẽ nhổ ra. Và đây chúng ta nhổ ra như này, thì quý vị biết là khi chúng ta nhổ ra thì chúng ta sẽ tạo bộ rễ đó, thì chúng ta cho bonsai thì chúng ta sẽ tạo bộ rễ, chúng ta sẽ xả bỏ hết cái rễ cũ đi, xả bỏ hết cái đất cũ đi vậy quý vị nhé. Và đây này, trong rễ cũ này thì nó có nhiều những cái loại, có nhiều rễ tơ nằm ở bên trên, thì chúng ta muốn tạo cho bộ rễ đẹp thì chúng ta sẽ phải cắt bỏ hết. Và đây này, chúng ta sẽ cắt bỏ hết để chúng ta tạo bộ rễ quý vị này. Những rễ này là nó là rễ tơ mà nằm ở tầm trên này, cho nên là chúng ta muốn tạo để dưới này có cái phần củ đẹp thì chúng ta phải cắt bỏ hết. Chúng ta cũng sử dụng cái dao sắc này quý vị nhé, chúng ta cắt bỏ hết. Đó, theo quy trình mà để mình chúng ta làm cho cái hoa sứ mà có bông đẹp thì chúng ta sẽ phải tạo dáng của cái đế và cắt bỏ hết cái rễ cám nhỏ ở trên tầm trên này, để chúng ta sau lần sau chúng ta trồng này chúng ta sẽ cho nổi bộ củ lên. Và đây thì khi chúng ta tạo cho một cây khế mà a à, cây xin lỗi cây cây sứ mà bonsai, thì chúng ta làm như thế này, thì tôi làm như thế này thì tôi hướng dẫn như thế này là, tức là mình tỉa những cái rễ cám ở trên này đi, thì sau chúng ta trồng lên chúng ta nổi như này thì nó sẽ có một cái bộ củ của chúng ta tạo hình. Đây gọi là tạo hình, thì nó có cái gốc rất là đẹp. Thì như này rồi thì chúng ta sẽ không nên trồng ngay quý vị nhá, thì chúng ta khi tỉa như này rồi thì chúng ta sẽ đưa vào mát từ 7 đến 10 ngày chúng ta treo lên, hoặc là chúng ta để làm sao đừng không cho độ ẩm ướt quá để nó có thể là thối và nó ấy, thì chúng ta treo lên năm từ 7 đến 10 ngày chúng ta sẽ trồng ngược lại. Thì trồng ngược lại thì tùy theo chúng ta, nếu thác đổ thì chúng ta trồng như này quý vị, chúng ta gọi là tạo dáng thác đổ như này, còn nếu mà đây là gọi dáng bay như này thì chúng ta sẽ trồng như này để làm sao tạo để cho một cái cây bonsai dáng đẹp. Đây là chúng ta làm tàn để làm sao nó có một cái hoa sứ là bông bông đẹp và nở đúng Tết đây quý vị này. Thì trong cái quá trình mà khi chúng ta tạo tàn rồi á, thì một cây bonsai là nó sẽ có nhiều thược. Và đây thì khi nó nhiều thược nó đâm ra một, là khi chúng ta cắt rồi thì tất nhiên nó phải chồi ra 2 hoặc 4 3 4 thược, thì nó sẽ làm cho cái cây hoa sứ chúng ta là nó nhiều thược thì nó sẽ nhiều bông. Vâng, thì đây là tôi cũng giới thiệu với quý vị là cái cách mà để chúng ta tạo tàn cho một cái bông bông giấy là nó nhiều. Đây quý vị thấy là nó ra mấy thược, 4 thược. Đó, quý vị thấy là nó 4 thược. Nó ra rất là nhiều. Cái này nó bắt đầu nó nở quý vị, nó mới nở có 1-2 bông và như này rồi, cho nên là những cái nụ này mới nở đấy, thì cây này quý vị thấy là chắc là nó đỏ rực rỡ luôn. Đó. Thì để được cái cây mà nó nở như thế này rồi ấy, thì chúng ta bắt đầu chúng ta cái khi nó chồi ra thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta xử lý. Đây là tôi nói là cây này là chúng ta đã xử lý và đang ra bông rồi, bắt đầu ra bông. Thì đây thì tôi cũng giới thiệu quý vị là đây một cái cây đây trong vòng khoảng nãy là tôi nói với quý vị là tháng 8 bắt đầu chúng ta tạo tàn, chúng ta làm. Đây cái cây này thì tôi đã cắt được khoảng hơn 1 tháng. Thì quý vị thấy là khi đầu tháng cho hết tháng 8 sang tháng 9
Vâng, trong tháng 9 thì nó bắt đầu ra rơi cây một quý vị nhé. Ra cây một xong bắt đầu là trong tháng 9 sang tháng 10 thì cái cây một nó đã tương đối là ổn định cái cây một. Thì trong cái giai đoạn này á, thì chúng ta cũng nên đưa ra ngoài nắng, mà cây hoa sứ thì chúng ta biết rồi, bản chất của nó, sinh thái của nó là nó phải ở ngoài môi trường nắng thì bông của nó cái đẹp. Thì trong giai đoạn này chúng ta không nên để trong mát quý vị nhé. Thì trong giai đoạn này á, thì riêng cái hoa sứ này thì tất nhiên là chúng ta muốn làm bông để đẹp thì chúng ta cũng phải liên quan đến dinh dưỡng và nguồn nước. Thì đây là nguồn nước này, thì trong giai đoạn này chúng ta cũng tưới ít nước thôi quý vị, tức là nó khoảng đầu tháng 10 âm lịch nha quý vị nhé. Trong giai đoạn này thì cái cây một này chúng ta cũng hạn chế tưới nước, tức là bình thường để cho cái bộ lá này nó không không ra quá nhiều. Ra quá nhiều rồi thì nó sẽ, người ta gọi là nốt đó quý vị, nó gọi là bốc lá, thì nó ra sẽ cái lượng lá nó sẽ nhiều thì nó sẽ lượng bông nó sẽ ít lại. Nên giai đoạn này chúng ta cũng không nên tưới nhiều nước mà vừa đủ ẩm thôi. Trong giai đoạn sinh trưởng của nó là từ tháng 10, tháng 11. Quý vị chăm làm sao là sang đầu tháng 12, thì căn làm sao đầu tháng 12 mà nó như này là được rồi quý vị này. Đầu tháng 12 thì như này, đây này, quý vị thấy là các cái đầu này của nó là tất cả nó đều là nhú tược, nhú bông hết rồi quý vị này. Đó. Thì trong đầu tháng 12 các quý vị cứ căn làm sao là đầu tháng 12, thì để đầu tháng 12 nó có cái bộ chồi như này mà ra bông như này thì để cho trưng vào đúng dịp Tết ấy. Thì trong giai đoạn từ tháng 10, tháng 11 thì chúng ta sử dụng phân bón lá quý vị nhá. Khi nó ra được một cây như này rồi, đây tôi đang nói là ví dụ một cây mà nó đầu đầu tháng 12 mà ra được như này là ok nhất này. Thì trong cái từ tháng 11, tháng 12 nó phát triển cây một này á, chúng ta bảo vệ được cái bộ lá này và sâu bệnh cho cái cây không bị cắn lọt hoặc không bị ấy này kia, thì chúng ta sẽ sử dụng bằng, thứ nhất là thuốc trừ sâu. Thì chúng ta nếu mà con sâu này nó có lâu lâu nó con sâu nó gọi, người ta gọi là sâu xanh ấy, thì chúng ta sử dụng thuốc cũng được, mà không chúng ta để ý chúng ta thấy có cái lá, một vài cái lá rách thì chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta sẽ quan sát để chúng ta bắt thủ công. Và chúng ta dùng thủ công thì cũng rất là hiệu quả, bởi vì con sâu này nó rất là to, nó trưởng thành nó phải bằng ngón cái này quý vị. Còn ngoài ra thì chúng ta cũng sử dụng bằng cái loại thuốc sâu này quý vị, Ancamet này, cái Ancamet là 3.6 OC này, nó cũng trị các loại sâu, khoang sâu xanh ở trên cây hoa sứ rất là hiệu quả. Để bảo vệ cái bộ tàn cho cây hoa sứ thì chúng ta trong cái giai đoạn này chúng ta cũng kết hợp, chúng ta sử dụng phân bón lá. Cái này chúng ta cũng không cần phải ép nhiều quý vị nhé, tại vì cây hoa sứ rất đơn giản, khi chúng ta xử lý làm sao cho cái lá này nó vừa sượng lại, tức là ra cây một xong vừa sượng lại. Thì trong cái giai đoạn này từ tháng 10 tháng 11 thì chúng ta sẽ sử dụng cái phân bón lá. Phân bón lá thì đây là tôi thường dùng cái này NPK cao cấp, là tức là 10, 30, 20 đạm và lân kali. Thì trong giai đoạn này chúng ta sử dụng là cái hàm lượng lân rất là cao, tức là tới 30 cơ, và hàm lượng kali là 20, đạm rất là ít quý vị nhé. Tại vì trong giai đoạn này mà chúng ta sử dụng đạm nhiều ấy, thì nó sẽ phát lá nhiều. Vâng, nó tốt, nó phát lá nhiều, thì phát lá nhiều thì nó sẽ hàm lượng bông sẽ giảm lại và sau này bông nó sẽ nhanh tàn quý vị ạ. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái phân bón lá kích thích là hoa NPK là 10, 30, 20 đạm, lân, kali. Vâng, thì nếu thì trong giai đoạn này thì nếu chúng ta cảm thấy mà cây mà nó bộ lá nó vẫn phát triển mà nó không có dấu hiệu sượng lại, thì chúng ta tiếp tục chúng ta sử dụng cái thằng thuốc của cái hãng Hợp Chí này, mà mấy ngày trước tôi đã giới thiệu đến quý vị là cái để mà ép làm bông. Thì nếu chúng ta cảm thấy mà lá đầu tháng cuối tháng 11 mà lá nó chưa sượng lại á, thì chúng ta sử dụng tiếp xịt một lần cái NPK Hợp Chí này, tức là 7544, tức là mình phải dùng cái hàm lượng kali cao lên quý vị nhé. 44 này là hàm lượng của kali thì cao lên để cho giúp bộ lá nó sẽ sượng lại. Chứ nếu không sượng lại thì bởi vì đây chúng ta là đang là gấp mức độ chúng ta ép để chúng ta quan sát vào cây hoa để chúng ta xử lý phân. Nếu nó đủ đủ độ rồi, chúng ta sử dụng cái NPK kia rồi mà đủ rồi thì chúng ta sẽ không phải dùng cái này nữa. Còn nếu mà trường hợp cái lá mà nó vẫn bóng mà nó vẫn xanh kiểu xanh non ấy, là chúng ta phải sử dụng cái là 7544, dùng kali cao này để chúng ta xịt vào để cho nó sượng cái bộ lá này. Thì cứ làm sao đầu tháng 12, đầu tháng 12 âm lịch là chúng ta thấy đây này, chúng ta thấy là các cái đầu đọt này quý vị thấy này, nó ra được như này, nó nhú được cái đầu bông như này là thành công nhất cho quý vị nhé. À, đầu tháng 12 đây này, tôi đang giới thiệu quý vị là cây này tôi đã làm trước rồi, nhưng mà tôi nói cái về cái thời gian để quy trình làm bông làm sao cứ đầu tháng 12 là quý vị thấy nó ra được như này là rất hiệu quả. Đây quý vị thấy này,
nó sung nó ra được một mấy cặp lá rồi, nhưng bắt đầu nó ra bông. Thì quý vị cứ thấy là cái như cái cây này, tôi thấy là cái cây thác đổ của tôi này là tôi làm, bởi vì đây là quy trình là tôi làm để tôi hướng dẫn, cho nên là nó thời điểm này là nó đang ra bông, chứ đúng làm vào dịp Tết mà cây đại trà để quý vị làm mà trưng Tết ấy, thì cứ đầu tháng 12, trong tháng từ tháng cuối tháng 10 khi chúng ta làm tàn rồi, cuối tháng 10 đầu tháng sang tháng 11, hết tháng 11 chúng ta làm sao là hoàn chỉnh được cây một quý vị nhé. Hoàn chỉnh cây một, vừa tạo cơ một vừa bảo vệ sâu bệnh và hãm xịt NPK hãm bộ lá lại, thì đầu tháng 12 nó sẽ nhú bông, thì rất là hiệu quả và rất đẹp. Vâng, hôm nay tôi cũng giới thiệu đến quý vị về cái quy trình tạo tàn và cái phương thức làm bông cho cây hoa sứ, để chúng ta có một cây hoa sứ trưng vào dịp Tết. Vâng, đây quý vị thấy là một cây này nó rất là nhỏ quý vị ạ, nhưng mà bây giờ bắt đầu nó ra, quý vị thấy là cứ mỗi khi mà chúng ta xả tàn rồi thì cứ một đầu này nó ra, là một cái đầu khi chúng ta cắt rồi nó ra ba bốn thược, mà ra ba bốn thược rồi bông quý vị thấy là nhú nhiều. Cái này quý vị thấy bông của nó dày đặc luôn. Đó, quý vị thấy là nhìn cây rất là nhỏ mà lượng bông là rất nhiều, nhưng mà nếu mà đúng là dịp Tết mà nó nở khoảng trước Tết 5-10 ngày thì như cái cây này thì nó sẽ như mâm trôi quý vị nhé. Đó, thì hôm nay tôi giới thiệu đến quý vị cái cách mà làm bông cho cây hoa sứ để trưng dịp Tết. Thì quý vị cảm thấy kênh mà có bổ ích thì quý vị hãy bấm like để ủng hộ kênh của Thanh Đình Bonsai, để Thanh Đình Bonsai có động lực để tiếp tục giới thiệu đến quý vị về cái phương thức ép và làm bông cho tất cả các loại bonsai. Thì tới đây tôi cũng giới thiệu đến quý vị cái cách làm bông cho cây mai kim thủy. Và cây mai kim thủy thì cũng thường là cũng trưng dịp Tết rất là đẹp, có bông trắng rất là đẹp, thì tôi cũng sẽ giới thiệu đến quý vị một ngày tới đây. Còn hôm nay là tôi cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh của Thanh Niên Bonsai, và chúc quý vị có ngày mới thành công và tốt đẹp. Và xin chào và hẹn gặp lại nhé.